Xin chào tất cả bạn, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với shop công nghệ alo.vn. Thì nối tiếp series thay bàn phím mọi laptop, thì ngày hôm nay mình sẽ thay bàn phím laptop của Dell Latitude 6420. Nếu bạn nào quan tâm đến sản phẩm Dell 6420 này thì giá hiện tại đang chỉ là 4 triệu thôi ở bên alo.vn. Thì như buổi trước mình đã thay về laptop HP ProBook 6560. Nếu bạn nào muốn xem lại hoặc là muốn tham khảo thì mình để link video ở dưới phần mô tả, các bạn có thể xem lại nha. Thì thay bàn phím này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Đầu tiên bạn cậy cho mình cái lẫy này ra này, cậy nhẹ nhàng thôi. Đó. Tiếp theo mình tháo mấy con ốc ở bắn ra bàn phím này. Có 4 con ốc thôi. Trước khi cào cáp thì bạn tháo cho mình quả pin này ra. Ở mặt sau còn hai con này. Ở đây là có ký hiệu bàn phím nhá, các bạn để ý thì sẽ nhìn thấy thôi. Tháo hai con ốc này ra. Các bạn cậy cho mình từ dưới lên này. Đó. Bậy nhẹ thì mình lấy này ra. Đó. Giờ mình lắp thì mới vào. Đó, các bạn ấn các cạnh ở xung quanh này vào. Bây giờ nó khít thì bạn bắn ốc. Bắn 4 con ốc vào. Các bạn đóng luôn này vào. Còn hai con ốc đằng sau. Ok, vậy là đã xong. Chỉ mất vài phút là bạn có thể tự thay được bàn phím của laptop Dell Latitude 6420. Rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ bật máy lên và test phím. Các bạn chờ máy khởi động xong. Ok, vậy là máy đã khởi động xong. Bây giờ chúng ta đến công đoạn là test bàn phím. Các bạn vào cho mình Google, gõ cho mình là test bàn phím. Các bạn vào ngay trong web đầu tiên này cũng được. Đó, thì ở đây là giao diện một cái bàn phím ảo ra. Các bạn gõ test cho mình. Những cái phím mà nó chuyển sang màu trắng này, tức là các phím của bạn đã hoạt động bình thường. Đó, mình test từng phím một. Đó, vậy là xong. Thì giá của bàn phím laptop Dell 6420 là 200.000, có full LED. Khi các bạn mang máy đến alo.vn thì nó sẽ được miễn phí toàn bộ công thay thế và lắp đặt. Ồ, hết pin rồi.